Tối ngày 9 tháng 1, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại ngã tư Ngô Văn Sở và Nguyễn Đình Trọng thuộc địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt quả tang một nữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, tại thời điểm trên, tổ công tác tiến hành dừng và kiểm tra xe máy do Võ Thị Mỹ, 28 tuổi, trú tỉnh Bình Định điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Khi mới dừng xe kiểm tra, Mỹ đã vứt ngay một gói ni lông xuống đất. Qua đấu tranh, Mỹ thừa nhận đấy là ma túy đá mua được từ một đối tượng không rõ lai lịch để đem đến một địa điểm karaoke sử dụng. Được biết, Mỹ không có nghề nghiệp ổn định, ra Đà Nẵng tụ tập vui chơi cùng đám bạn. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Liên Chiểu điều tra làm rõ.